Chào mừng các bạn đến với kênh tin tức 24 giờ. Sau đây là bản tin. Giá tiêu hôm nay ngày 16 tháng 4 đồng loạt tăng trước lo ngại sản lượng vụ mới. Giá tiêu hôm nay ngày 16 tháng 4 trong khoảng 90.000 đồng đến 90.500 đồng một ký. Sau một tuần giảm liên tục, giá tiêu trong nước đầu tuần này cho thấy dấu hiệu tích cực. Dù vụ thu hoạch năm nay cơ bản kết thúc, lực bán cuối vụ tăng, nhưng thực tế lượng hàng ra thị trường không nhiều. Tại tỉnh Đắk Lắk, giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 90.000 đồng một ký, tăng 1.000 đồng một ký. Tại tỉnh Đắk Nông, giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 90.000 đồng một ký, tăng 1.000 đồng một ký. Tại tỉnh Gia Lai, giá tiêu hôm nay ở mức 90.000 đồng một ký, tăng 1.000 đồng một ký. Trong khi đó, tại Đồng Nai, giá tiêu hôm nay ở mức 90.000 đồng một ký, tăng 1.000 đồng một ký. Tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, giá tiêu hôm nay ở mức 90.500 đồng một ký, tăng 1.000 đồng một ký. Còn tại tỉnh Bình Phước, giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 90.500 đồng một ký, tăng 1.000 đồng một ký. Giá tiêu hôm nay tăng 1.000 đồng một ký so với cùng thời điểm hôm qua. Sau một tuần giảm liên tục, giá tiêu trong nước đầu tuần này cho thấy dấu hiệu tích cực. Dù vụ thu hoạch năm nay cơ bản kết thúc tại các địa phương, lực bán cuối vụ tăng, nhưng thực tế lượng hàng ra thị trường không nhiều. Đa phần nông dân giữ hàng trong bối cảnh lo ngại nguồn cung thiếu hụt trong trung và dài hạn. Thêm vào đó, lo ngại tình trạng hạn hán tại Tây Nguyên có thể ảnh hưởng đến vụ mùa năm sau để giá tiêu tăng trở lại. Đầu tháng 4, Tây Nguyên đang vào cao điểm mùa khô. Dự báo hạn hán năm nay sẽ khốc liệt hơn mọi năm. Thời tiết nóng nắng gay gắt kéo dài khiến mực nước trong nước sông, suối, hồ đập giảm dần và duy trì ở mức thấp hơn trung bình nhiều năm. Trong bối cảnh đó, thị trường vẫn đang chờ đợi những đánh giá ban đầu của các tổ chức doanh nghiệp, đơn vị liên quan đến sản lượng vụ mùa vừa thu hoạch. Trong quá trình thu hoạch cũng có nhiều ghi nhận thực tế, trong đó nơi giảm sản lượng có, nơi mất mùa cũng có, nhưng sản lượng tăng tập trung ở những vùng trồng hữu cơ, những vườn tiêu mới được đầu tư kỹ lưỡng, còn ghi nhận giảm tại những vườn cây cành cỏi ít được chăm sóc. Tuy nhiên, điểm nhận định chung là diện tích trồng tiêu đang suy giảm, thời tiết cực đoan hơn và nông dân phấn khởi khi giá tăng cao thời gian qua. Kết thúc phiên giao dịch gần nhất, cộng đồng hồ tiêu quốc tế IBC niêm yết giá tiêu đen Lumpung Indonesia chốt tại 4.463 USD trên tấn, giá tiêu đen Rajin Ekta 570 ở mức 4.300 USD trên tấn, giảm 150 USD trên tấn, giá tiêu đen Kuching Malaysia Ekta giữ mức 4.900 USD trên tấn, giá tiêu trắng Muôn Tóc 6.179 USD trên tấn, giá tiêu trắng Malaysia Ekta vẫn ở 7.300 USD trên tấn. Giá tiêu đen Việt Nam giao dịch ở 4.200 USD trên tấn với loại 500g trên lít, loại 550g trên lít ở mức 4.300 USD trên tấn, giá tiêu trắng ở mức 6.000 USD trên tấn. Cảm ơn các bạn đã xem video, hãy nhớ like, chia sẻ hoặc đăng ký kênh và nhớ bấm chuông để có những thông tin mới nhất.